các vị khách quý, thay mặt cho ban giám đốc khách sạn La Villa Sài Gòn, tôi xin cảm ơn tất cả toàn thể quý vị khách hàng và tất cả các quý vị đối tác, cũng như là sự cống hiến của toàn thể các công nhân viên của khách sạn trong suốt thời gian một năm qua. Và vào trong thời khắc là đón chào năm mới 2024 thì tôi xin chúc mọi người một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng.